Hôm nay Thanh sẽ giới thiệu với mọi người một sản phẩm có lẽ là chắc 9 trên 10 người đã biết rồi, nhưng mà Thanh vẫn giới thiệu cho những mà người mà chưa biết, những mẹ chưa biết, những bạn chưa biết nha. Đây là Lucas Paw Ointment, mà mọi người hay thường gọi với cái tên thân quen đó là kem đa năng. Kem đu đủ đa năng đều là ở đây. Tại sao gọi là kem đa năng, kem đu đủ đa năng đó là tại vì kem Lucas này có thể là dùng cho rất rất nhiều những vấn đề, giống như là dùng cho em bé đi. Em bé thì chúng ta sẽ cho em bé bị hâm tả nè, cũng có thể sử dụng cái này nè. Hoặc là đứt tay, vết thương hở, trầy xước cũng có thể sử dụng cái này. Vết thương hở nhỏ đó nha mọi người, chứ không phải hở to đùng xong rồi vẫn chay hết nguyên hũ kem ra thoa thì không được nha. Nhưng mà vết thương nhỏ như bếp chơi, bé bị trầy xước, té, trầy xước nhẹ và đứt tay nhẹ thì mình cũng có thể sử dụng cái sản phẩm này ha. Rồi bị khô môi, nẻ môi cũng có thể dùng sản phẩm này, bôi trực tiếp lên môi như là son dưỡng, như là Vaseline vậy đó ha. Rồi côn trùng đốt, là mũi, kiến, ong, kiến ba khoang chúng ta đều có thể xức được. Nếu kiến ba khoang mà những nốt nhỏ chúng ta vẫn có thể xức được, còn nếu mà bị đốt một cái mảng to quá thì chúng ta phải đi da liễu để bác sĩ kê thuốc thêm nha, tại vì cái đó là độc rất là nhiều. Nếu mình xức thuốc ở nhà không mà sẽ không ổn định đâu, tùy theo cơ địa của mình nữa có bị lây lan nhiều hay không trên da, nên nếu mà bị nhiều á thì chúng ta đi da liễu. Còn nếu bị ít á, hoặc là những cái đô vết côn trùng cắn bình thường, đặc biệt là kiến, lửa, đồ này, mũi, chích, đồ thế nào là có thể xức cho bé. Nó vừa cho là hết bị mẩn đỏ, hết sưng và đặc biệt là không bị ngứa cho bé nữa. Chứ không thôi mấy bé của mình á, đặc biệt là mấy bé gái á, chân nó hay bị mũi chích. Mà nếu không xức chống ngứa cái mấy bé gãi, mà càng gãi thì càng để lại sẹo thâm. Cái sau này cái là chân, dù một chân nó bị lại những cái bông hoa nhỏ, thấy thương lắm. Nên chúng ta nên ủng hộ một cái này để cho bé đừng có ngứa, bé đừng gãi, tội nghiệp bé ha. Với lại thêm một cái nữa là bỏng da nhẹ, bỏng da những chỗ nhỏ, nấu ăn đồ á, vô tình bị phỏng những vết nhỏ, chúng ta cũng thể xức cái này luôn. Mụn nhọt nè, nứt da tay, da chân nè, mụn trứng cá nè, hoặc là nứt đầu ti, bị nứt cổ gà khi cho bé ti á, thì chúng ta cũng sẽ sử dụng cái này luôn. Nứt đầu ti á, cho bé sử dụng như thế nào á, thì là khi mà bé không ti á, chúng ta hả thoa kem này vô, rồi tới lúc bé muốn ti á thì chúng ta dùng một cái khăn ẩm lau sạch nhẹ lại rồi cho bé ti bình thường thôi nha. Nên cái kem này gọi là kem đa năng thần thánh đó. Chung là mẹ nào chuẩn bị có em bé, hoặc là đang có em bé hoặc không có em bé nữa thì cũng nên có một cái tiếp nhỏ này trong nhà. Tiếp này là tiếp nhỏ nhất là 25g, còn có những hũ lớn là cả 75g luôn. Nhưng mà Thanh thấy là nên mua cái tiếp nhỏ nhỏ này đi, mình đi đâu mình cũng có thể mang theo gọn nhẹ luôn, không có bị to, cũng không có bị đổ nhiều. Còn cái chất kem á thì xem cái chất kem nha. Cái tuyếp thì nó còn có cái miếng này bên trong nè, còn những cái hũ lớn á thì cái nắp á dặn ra tới kem luôn, không có gì luôn. Đây, đây. Cái chất kem đó là cái chất kem nó màu vàng ngà ngà giống như gel vậy đó. Thật ra cái chất này giống như là cái chất gel hơn là chất kem, gọi là gel hơn là kem. Nhà cây Lucas Paw Paw này nó có mặt ở thị trường Úc là cũng tầm 100 năm rồi, rất là lâu rồi, chuyên những cái sản phẩm chăm sóc. Đây là một cái chất gel mà anh nghĩ là có gốc dầu, vì nó có cái độ dưỡng ẩm nó rất là tốt. Cái kem đa năng này á, Thanh thấy là cái gốc dầu của nó gần như là ngang ngửa của cái gel Bio Oil mới nha, của hãng Bio Oil á. Nhưng mà Bio Oil dạng gel thì nó vẫn còn mưa dầu nhiều hơn cái này. Còn cái này vẫn giữ ẩm nhưng mà Thanh thấy là nó đỡ bị nhờn hơn chút xíu cái kia. Kiểu nó mềm hơn, hầu như là không mùi luôn mọi người. Đu đủ chứ không biết được miếng đu đủ nào. Đây, cái này là khô môi nè, hâm tả, mẹ khô môi, bé hâm tả hay là ba bị đứt tay gì đó là cả nhà cùng sử dụng cái này. Thoa đi đâu cũng mang theo được, gọn nhẹ. Đây là một chiếc clip nho nhỏ nói về thêm kem đa năng.
Dạ đến đây là hết rồi. Mọi người có muốn hỏi thêm thông tin gì hay là liên hệ tư vấn gì thì có thể comment ở bên dưới hoặc là inbox thẳng cho page của bên Anybaby. Bên đó sẽ có các bạn tư vấn cho mọi người nha. Bye bye mọi người.